Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Tụi mình đang cắm trại ở phía đằng kia kìa. Đó là cái chỗ tụi mình cắm trại. Thì bên này là sáng hôm nay là có một nhóm đêm qua cắm trại ở đây. Một đêm thôi, xong người ta di chuyển. Thì lúc sáng thì mình để ý, nhưng mà bây giờ chiều á, xong người thấy ở đây là bốc khói lên như vậy. Nghĩa là người ta cắm trại ở đây, xong rồi di chuyển đi chỗ khác mà không dập lửa này, để nguyên như vậy nguy hiểm không? Đó, thì cái này mình muốn quay lại để mà chia sẻ cho mọi người là nếu mà mọi người có đốt lửa thì cố gắng dập lửa trước khi rời đi. Mà cái này đâu gì khó đâu, thì mặt nước thì ở trước mắt mình rồi. Đó, thì chỉ có xách vài xô nước lên đây là dập là xong rồi. Nhưng mà người ta chưa làm, là cái này là mấy người Tây mình thấy nhá. Đó, chứ không phải dân châu Á. Đó, thì tụi mình là càng nên cố gắng làm những cái điều đúng đắn nữa để tránh người khác thấy rồi người ta sẽ làm ảnh hưởng. Đấy, thì nếu như trường hợp này mà thấy biển số mà báo thì rất là phiền, sẽ bị giấy phạt đấy. Đấy, nhưng mà thôi, mình đang ở đâu kia chơi thì buổi chiều nhìn thấy cái khói này lên á, thì thôi mình chịu khó mình xách các cái xô nước của mình tới đây dập. Mà cái này là đổ nơi cái gốc cây thì chắc là phải đổ vài xô nước, cho một cái số này của mình thì chắc là không đủ, nhưng mà mình sẽ chịu khó dập cái này cho nó an toàn. Chứ mùa này mùa xuân thì không sao, nhưng mà ví dụ trong trường hợp mà mùa hè mà làm như thế này là chết rồi. Đấy, thì mong mọi người đi cắm trại thì nhớ cố gắng tuân thủ đúng theo luật, chịu khó dập lửa trước khi rời cái vị trí cắm trại của mọi người nhá. Cảm ơn mọi người. Thế nó nóng lắm. Bỏ tay thật chứ. Để mình xách thêm vài xô nữa rồi dập cho nó tan hết luôn, cho nó chắc ăn. Cái góc củi đang cháy bên kia thì mình đang dập giữa chừng, thì có anh Tây này, anh tới anh kiểm chỗ cắm trại. Thì mình hỏi anh ấy có cắm ở đây không, thì anh ấy bảo có, cho nên là mình sẽ không dập lửa nữa, để anh ấy muốn cắm trại ở đó luôn. Thì cũng rất là tốt. Thực đơn tối nay cho buổi camping đợt này. Đây còn một xiên bò này, xúc xích này, rồi bên này là có thịt ba roi này, rồi cánh gà này này, quá hấp dẫn luôn, xiên bò này. Buổi cắm trại đợt này của tụi mình này, hôm nay là mọi người tới gần như là đông đủ rồi, kèm nguyên một cái bãi này luôn, quá vui. Bây giờ là sẽ chiều rồi. Đấy, mỗi nhà có một cái khu đốt lửa riêng. Đó. Nhìn rất là vui luôn. Bên này mình có cái gì nữa la vậy anh? Ngày nay là cái gì đây? Chút nữa projector, chiếu projector. Trời ơi, quá đỉnh. Cho mấy đứa nhỏ nó coi trạch tuôn. Mấy đứa nhỏ đi ngủ rồi, Linh mới coi cái gì. Quá hợp lý. Mới mua mấy khai trường. Oh yeah. Wow, loại mini ha. Lần trước có rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái projector thì mới mua. Dạ. Yeah. Của chiếu đại lên cái awning á. Oh yeah. Bây giờ cái này cũng có projector đàng hoàng. Dạ. Yeah. Quá hợp lý luôn. À, mấy đứa nhỏ coi phim xong là cái mình karaoke mở cái nó lên đây mình ca nó. Đây, có projector đàng hoàng nha. Là phim chưa mở anh. Đây là xiên bò ướp gia vị Hàn Quốc hả? Trời ơi, đi cắm trại mà ăn thế này thì thôi chứ còn gì bằng. Nhức cái nách. Đây, món xiên bò là vừa xong này, nhưng mà tụi mình nướng sơ chút nữa mà mọi thứ xong xuôi sẽ nướng lại.
Directed at to their house. I see. So they put in a compare. All right, no worries. Cool. All right, have a good night. There's a track going that way. Yep. Yes. Thank you very much. Cheers. No problem. Thì lúc này mới có cảnh sát ghé thăm cái khu vực cắm trại của tụi mình. Thì mình có quay video lại nhưng mà không tiện quay trong cái cuộc nói chuyện. Thì bây giờ mình tóm tắt lại cho mọi người xem là đây là cũng là lần thứ 2 từ lúc mà mình tập đi cắm trại cho tới bây giờ là lần thứ 2 gặp cảnh sát đi vào hỏi thăm trong cái khu cắm trại á. Nhưng mà mấy lần trước á là chỉ có vào hỏi thăm bình thường thôi. Còn lần này cảnh sát vào đây là vì có người than phiền vì cái vấn đề nhạc quá ồn này, rồi có đốt pháo, mà cái người dân ở đây người ta than phiền cái vấn đề đó. Thì cảnh sát vào đây là cũng rất là nice, chỉ hỏi thăm là có biết là cái tiếng ồn đó ở đâu không, rồi cái tiếng đốt pháo đó ở đâu không, chứ không phải là hỏi tụi mình có phải là những cái người đấy hay không. Đấy, thì tụi mình cũng chỉ bảo là tụi mình không biết những người khác mở nhạc ồn hoặc là đốt pháo gây ảnh hưởng cho cái người dân ở đây ở khu vực nào đấy. Nhưng mà cảnh sát vào đây rất là nice, thì mình cũng chỉ muốn đăng cái này lên cho mọi người xem và biết là đi cắm trại thì nếu mà được thì cũng nên giữ gìn cái không gian riêng cho người khác nữa, chứ không phải là vào đây là có thể quay phá đấy. Thì cảm ơn mọi người. Này, nướng xong sườn bò xong rồi nhảy qua nướng xúc xích, bây giờ nướng tiệp gà. Đang nướng giữa chừng thì cảnh sát vô hỏi thăm. Gà nướng than quá ngon, nhìn là mê. Bữa tối của tụi mình đây, tối nay ăn barbecue. Để mình quay cái quang cảnh của tụi mình tham gia ở cái khu vực này nhá. Đây là các thành viên tham gia đợt này camping cùng với Wild Anchor Adventure lần thứ 2. Bao nguyên một khu luôn. Đây, đoàn cắm trại lên tới trên này là đông vui.
hôm qua mình đếm là cỡ khoảng 10-11 xe. Đó, mọi người setup rất là đẹp. Anh Cương có cái setup nhà tắm với toilet là như tụi mình này. Quá đẹp luôn. Đây, hiện tại thì khu tụi mình cắm trại là kết thúc tại đây. Từ chỗ này đi tên hết cuối đường chỗ con rồng bao la luôn. Ngày mai có 1-2 xe lên là dư sức. Shop merchandise của YNK Adventure mở ở trong khu cắm trại, thì cho mọi người ai muốn ủng hộ thì có thể mua tại đây. Còn tương lai mình sẽ để cái shop online cho mọi người dễ mua hàng nha. Làm như thế này là mình thấy rất là vui luôn. Hàng đợt này thì mình có áo ấm này, áo ba lỗ này, rồi áo t-shirt bình thường này. Tương lai mình sẽ làm thêm mũ với là áo hoodie, rồi beanie cho mọi người nữa. Gian hàng của YNK Adventure hôm nay được mở bán nha mọi người. Đấy. Đây là áo t-shirt của bên mình nhá. Hai màu chủ đạo, tương lai mình sẽ làm nhiều màu hơn nữa nếu mọi người request nha. Size large for you. À. Nổi hả? Giờ đang nóng nóng này mặc cái áo ba lỗ, ta biết mà. Trời ơi. Ghê ghê ghê. Hai chung gió luôn. Yeah, for fun. Ai mua xong tới chụp vẽ một tấm hình kỷ niệm nhá. Yeah. Hả? Ba lỗ anh có size nào? Ba lỗ anh có size hai con ở đây, đâu luôn ba lỗ đây. Size large này. Có size large. Phải mặc size large á. Large á. Áo này rộng lớn nhất là gì? Lớn nhất. XL. Em thử. Ừ thử đi. Cái thi này anh có XL không? La sân vừa. La thì nó fit nhưng mà nó hơi hơi chạy đây. XL. XL thì nó thâm tới bụng. V thử chưa? V đang thử. Cái V mặc lá. Yep. Dạ dạ sắp sâu áo rồi. Ủa thì có. Hả? Sắp sâu áo. Ba lỗ không? Dạ có, ba lỗ, dạ có size large thôi. Dạ, anh thử size large không? Medium, size medium, có size medium. Dạ, medium bị hết rồi. Dạ. Không, ba lỗ. Còn, dạ để chị đợi, dạ chị, cho em xin. Anh có muốn thử cái này trước không? Còn không em đặt cái medium chứ. Tại em đang đặt cái đơn hàng tiếp nữa á. Rồi sắp về, tuần sau về. Dạ. Cái này medium á. Medium. Giờ xem 5 nồng anh lấy cái này. Vậy anh Mark muốn lấy medium á? Cũng cần thử cái này á. Thôi. Dạ. Giờ thôi em đặt cái medium cho anh nhá. Dạ rồi, ok anh. Thank you everyone.
Thank you, 1K. Having us, yeah? Don't worry, thank you. It's first time like this. Oh, yeah, really? Yeah, first time we sleep on that tent. I see. Oh. So, yeah. Right. It's pretty level time, you know? Oh, yeah. But at least you once have you like, go up, yeah. You don't go down. Like, yeah, that's the thing. We had a rooftop tent in an old car, which was sold in March. Yeah. And we've been sleeping in like tent and swag for like the past half of a year. Yeah, it's a bit disappointing because no fish, but yeah. Yeah, that's right. Yeah, yeah. Yeah, it's very next keen to fish. Yeah, next time, yeah. Next time we get a fish as well. That's right. Because this one is not actual river. This is just like a dam. Yeah. Yeah. Yeah, but it does connect to the river actually. Because I have the other spot like not far from here, like 5 minutes. Like instead of turn left, we turn right. Oh, yeah, but then. That area is not fully flat like this. It's two levels, sort of. Yeah. We just. That's where the last time we came with Mark and everyone. Yeah. We want everyone like in same level and you know, enjoy. Yeah, this is good for the so kids many and people, that. Know what I mean? Yeah, that's right. Yeah. For kids. Yeah, yeah, yeah. Not too close, but not too far apart. Yeah. So you still have your own time. All right. Let us know next time. Yeah, sure. Just if you want, just follow it on YouTube and our Facebook page. Yeah, yeah, every time I have the event, and then I put on there. Yeah, but unfortunately, it's in Vietnamese. But you will get it. Let me translate on Facebook. Yeah, we don't drink beer in the same language. That's so. It. That's it. Yeah. All right. Thank you very much. No worry. Thank you, boys. Thank you. Nice to meet all of you. Oh yeah. Là hôm nay về ấy. Hôm nay về. Bây giờ pack đồ nữa. Con boy à. Oh yeah. Oh right. Có đây chi là mai mới lại mới về. Dạ dạ dạ. Đâu chủ nhật chứ hả? Anh là mai hay chủ nhật? Anh mai chủ nhật. Vậy là anh Mark cùng anh Mark cùng mai về luôn. Bữa anh Mark về. Lúc này là mình mới mở cái shop bán áo quần, bán đồ merchandise, đồ lưu niệm của tụi mình. Thì mọi người tới là ủng hộ tụi mình rất là nhiều. Có những cái size á, đợt này mình chưa order được thì mọi người đã pre-order luôn. Thì mình cảm thấy rất là cảm động. Đây là lần đầu tụi mình làm cái này, nhưng mà được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người thì mình rất là vui. Thì tương lai mình sẽ có thêm nhiều sản phẩm về mũ, rồi hoodie, ly, nói chung là nhiều thứ về cắm trại. Thì mong mọi người sẽ luôn ủng hộ tụi mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mình thực sự rất là cảm động luôn. Đây, đây các bạn có thấy cái xe phía trước nó bị mắc lây không? Đó, của một anh Tây bị. Bây giờ tụi mình thử tới để giúp thử xem coi nó có ra được không? Nhưng mà đường này xấu lắm. Wow, có cái đường này. Đường này là tụi mình, xe tụi mình là thôi. Ủa? Dè xe. Không có gì dòng lại được. Yeah. That's it. Start. Watch your head. Wow. Hey, xe này ngay giữa vùng lây luôn nè. Anh này anh đi một mình. Tôi đi này cũng tội chứ anh. Yeah, mà có gì là xong rồi đó. Người ta đi bộ tới nơi chỗ khu cắm trại của tụi mình để nhờ giúp đỡ tôi ghê. Đi chắc cũng lâu á. Mà đi bộ từ đây tới chỗ mình chắc xa đấy. Là mai anh này anh có cái giấy strap này để buộc lên trên xe. Đó. Bây giờ chỉ cần buộc lên xe ấy. Khi mà cứu hộ như thế này á thì cái dây strap này á, nó sẽ có cái chance nó bị đứt. Cho nên mọi người mà đứng xem á, thì nhớ cẩn thận nha. Đó, nhất là ở hai bên. Bịt mơ. Hey, go on. Go back. That's it. Rồi. Cái cứng ngắc luôn.
That's it. Không được, khó quá. Đây ở đây họ có sai cái recovery board rồi mà cũng không được. Chỗ này là cật cứng ngắc luôn. That, yep, yep, yep. One more time, I think it's... If I can't get it this time. Yeah. Ready? Yeah! Keep going, keep going! That's it, that's it! Stop! F***ing beautiful! Finally! Come on, Tamara! Thank you very much. No worry. Good idea, huh? Put the extra, put the recovery board underneath. And now I'm gonna go follow. Cuối cùng đã giúp họ ra khỏi được cái vũng bùn rồi. Rất là vui luôn. Mọi người ai cũng vui. Đấy. Rồi bây giờ tụi mình sẽ về cái chỗ campsite của tụi mình lại nha. Rồi đã cứu hộ người ta xong. Bây giờ tụi mình sẽ về lại cái campsite của tụi mình. Đấy. Oh! Go back, go back! Go back better! Yeah, that's it. Don't try. We have enough for today. You wanna go to the grass? I'm gonna go to the grass. Yeah, hey. Better. Good idea, mate. Yeah. I'm hungry already, mate. Yeah, no breakfast for me yet. Beautiful. Look at us. Bé đừng lên mạnh mẽ lên em. Người ta đang quay phim mình kia. Đây. Về tới khu cắm trại đây. Yup, that's it. That's it. Sau khi đi cứu hộ xong thì đây là bữa sáng của tụi mình. Thanh niên cứu hộ. Đẹp quá. Đói mèo hả? Bùng. Ừ. Thương tình ghê. Thôi cố gắng ăn thôi chứ sao giờ. Thử miếng coi. Bánh mì trứng. Ăn sáng nay là ăn sáng theo kiểu Âu gì? Yeah, bacon and egg. Bacon and egg. Có bacon mà. Có ở dưới á. Thêm miếng bacon nữa. Trời ơi. Còn gì bằng. Cảm nhận sát chứ. Quá ngon. Mời mọi người. Xin mời cả nhà. Thực đơn ăn trưa hôm nay của mình có gì về em trai? Dạ, có cơm tấm anh. Cơm tấm hả? Thọ. Cơm tấm ông thọ. Đỉnh. Cho mình đặt một phần không broken rice. Mình không bán bạn. Mình không bán cho bạn. Sao kỳ vậy? Anh tưởng cơm tấm là phải gạo bị bể. Bị bể. Không thích bể. Ừ. Gạo nguyên cho con. Đừng làm nó bể. Quang hủ tiếu ông chiến kìa. Hủ tiếu ông chiến á. Hủ tiếu ông chiến. Hủ tiếu này chắc hơi lâu rồi. Cái này đang ninh xương. À đang ninh xương. Xưa nay mình tự ở nhà em. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Thơm quá trời luôn. Thịt thơm ngon, anh nướng thịt đẹp trai. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Sao nữa? Giờ tôi ăn liền. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Anh nướng thịt vừa có tâm, vừa đi quất nguyên cái đống củi này. Tính ở đây cả tháng hay gì á. Sơ thiệt. Cơm tấm này chỉ có đi cắm trại mới có mới ăn thôi chứ em à. Chờ ở nhà làm gì có cái hương vị này.
ở nhà lười nướng than á. À, làm trái cơm tôm thơm quá trời ơi, về dùng dơ vậy em trai. Vi chuẩn bị nấu cơm ở trong rừng, vậy là chả trứng để ăn cơm tấm nè. Đó, bên này còn đổ thêm trứng nữa, quá tuyệt vời luôn. Cơm tấm của Vi thịt nướng ông Ben á, lộn ông Thọ. Cơm tấm đã sẵn sàng. Rồi. Đây. Sit. Hãy đi sit. Good boy. Cho mọi người xem cái đĩa cơm tấm của VB nha. Này. Mọi người nhớ ủng hộ kênh YouTube của em mình. Đó, mình sẽ để cái link ở phía bên trên. Mọi người nhớ click vào nha. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử cái chả trứng trước này. Nhìn hấp dẫn quá trứng quá. Thơm. Ngon kìa. Hay được xít. Good boy. Giờ thử miếng thịt này. Cái này cầm tay luôn á. Thịt thơm mà mềm ghê, thơm quá trời luôn á. Quá ngon, xin mời cả nhà nha. Đi cầm chai gặp trời mưa to, tụi mình lập ngay cái sông bài chơi cho vui, đánh bài ăn xoài nhá, ai thắng là được ăn xoài. Mưa quá to luôn. Hôm nay mưa to kìa. Mọi người thấy không? Đi cắm trại á, mà đi trời mưa này nè. Mà có mấy cái bạt như tụi mình như thế này á, là rất là tiền luôn. Chỉ cần mua thêm mấy cái que như thế này nữa thôi. Đây, mua mấy cái que như vậy nữa là trăng bạc lên không cần có cây luôn. Que về dây là trăng bạc lên là vô tư, muốn ở đâu cũng được thoải mái. Đấy. Nhưng mình có hai cái bạt này là đi chơi thoải mái, không sợ mưa gật mà trời mưa, chui vào bạt này chơi là vô tư, đánh bài hay là ăn uống trong đấy lắm sợ ướt. Đó, rất là hợp lý luôn nha. Đó, cho nên là trời nắng cũng cần sai để cho khỏi nắng, mà trời mưa cũng cần sai, cho nên là rất là có lợi. Nếu bạn nào mà bắt đầu đi á, thì có thể start với cái bạt đấy, là nắng nhưng mà nó rẻ tiền. Đó, còn các bạn mà muốn spend tiền thì mua cái bạt như mình loại này đó, thì nó rất là nhẹ và trọng lực rất là tốt luôn. Lúc xếp lại rất là gọn gàng. Thực đơn tối nay trước khi đi về, ngay cắm trại cuối cùng của tụi mình có món chả giò chiên của bà Ngọc. Đây, đang chiên giờ nè. Đó, vợ mình từ cuộn ở nhà. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Bên này có một cái bếp. Bên này là bột chiên, ông chiên. Quá ngon luôn. Đây. Bột chiên này một đĩa bao nhiêu tiền vậy bà chú? Dạ 35 ạ. Thôi rẻ á, không rẻ á. Rẻ, vẫn rẻ. Ở trong rừng. Làm lại giá, làm lại giá. À, đã quay lên cái mặt để post luôn. Đây, 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 đây. Đây, bà chú. Bà gà, cái chiên này mà nó đắt chứ đó này. Vy kêu em là 55 bằng cái áo anh. Đây, đây. Vy bảo em là 55 bằng cái áo. Là mua một đĩa được tăng đĩa á. Này, này, em có đủ. Đủ rồi. Quá hấp dẫn luôn. Wow. Rồi, bột chiên đã sẵn sàng, xin mời cả nhà nhá. Bữa ăn cuối cùng trước khi kết thúc bữa cắm trại này, ngày mai đi về à. Quá vui luôn. Vui không mọi người? Vui. Quá hợp lý. Tối nay thì hết mưa rồi. Đó, nhưng mà có cái bát này ngồi thì chẳng giò nó cũng đỡ lạnh.
Bây giờ mọi người đang ăn tối. Chút nữa ăn tối xong thì chắc là hát karaoke. Đi cắm trại như thế này là quá vui luôn. Đây, tụi mình ăn tối xong. Bây giờ tới tiết mục karaoke giải trí. Có hai bé này đi cắm trại đợt này cùng với tụi mình này. Hát rất là hay luôn. Thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong, chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ lần câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai em sẽ quay về bờ môi man bao thiết tha, bài ca im mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Sáng nay là cái bữa sáng cuối cùng của chuyến cắm trại camping Quy Quay cái adventure lần thứ hai. Thì sáng nay thời tiết rất là đẹp luôn, trời nắng. Nhưng mà gió hôm nay to lắm. Hôm nay là gió to nhất so với mấy hôm tụi mình ở lại đây. Bạt tụi mình đã dự một cái đây. Tại sáng nay gió to quá nó thổi sập bạt. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị pack đồ để mà đi về. Bọn mình thì cũng cứ làm dần dần đó, chứ không có gấp. Chuyến đi chơi này là quá thành công, quá vui luôn. Mặc dù thời tiết hôm nắng hôm mưa, nhưng mà không sao, vẫn enjoy được. Chỉ có là đợt này cắm trại ở cái chỗ này thì không có cá. Rồi tụi mình đã pack xong xuôi đồ ở trên xe và dọn dẹp vệ sinh cho cái khu cắm trại. Bây giờ là tụi mình sẽ lên đường đi về. Chuyến đi này là quá đông vui. Tụi mình mong đợi sẽ có nhiều chuyến đi tới tiếp theo, nó sẽ còn vui và ý nghĩa hơn nữa. Tụi mình mới pack xong đồ rồi, bây giờ là đang trên đường đi ra cao tốc, đi ra freeway. Thì chuyến đi này là thành công rất là tốt đẹp, mình rất là vui luôn. Đó, chuyến này đi gặp thêm một số người mới nữa, rất là ý nghĩa. Thì mong rằng là tương lai sẽ có thêm nhiều thành viên sẽ tham gia cùng Wild Cave Adventure. Không những là đi cắm trại mà cả đi touring nữa, đó, đi chơi xuyên tiểu bang nữa. Thì mong mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình. Tụi mình là Wild Cave Adventure. Những cái chuyến đi, những cái thông tin mình sẽ thường xuyên update ở trên cái page của mình, ở trên Facebook là Wild Cave Adventure, rất là dễ dàng cho mọi người tìm hiểu. Đó, thì mình xin kết thúc video này ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là Wild Cave Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo.